Hi. À, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vô Đồ Giò. Bình viên Tàu Lao, chào biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Bà Lô Tà Linh. Trước tiên Đại Lâm xin chúc cho các bạn luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Đây là những ngày Tết Tây Dương Lịch 2023. Đây là giải đấu 44 của anh em công an phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức sân chơi rất bổ ích, lành mạnh cho các cầu thủ trẻ. Đi trước và đóng kính là tem của Phi và Đông. Còn bên kia là tem của Bin Banner. À, sân bóng này qua chim thua nha các bạn. Tỷ số tại giờ là 1-1. À, bên kia là những anh em sinh viên trẻ Bin Banner. Còn bên này là tem của thập cẩm của Đông tay trái và Phi. 2-1 đang nghiêng về cho các cầu thủ trẻ Bin Banner. Một pha xử lý đầy dày dạn kinh nghiệm của Đông tay trái. Đông tay trái thật sự rất khó chịu các bạn, biên số 2 của mình. Đã làm từng chứng kiến nhiều lần. Một pha xử lý hay vừa rồi biên số 2 của tem Bin Banner. 3-2. Và kết thúc đầy quy lực của Phi, biên số 4, 3-3. Phạt bóng tốt, 4-3. Tiếp tục phản công cho Phi. Một pha xử lý bóng hay vừa rồi của Phi. Năm ba. Và phạt bóng mang điểm trực tiếp của tem Đông và Phi. 6-3. Là một pha đánh bóng ra ngoài của tem Bin Banner. 7-3. Tem của Đông và Phi lấy tên là Biển Xanh. Bóng tốt, 8-3. Bóng trong sân, 8-3 cho đội Biển Xanh. Bên kia là các em sinh viên trẻ. Sân chơi như thế này rất ít cho các em sinh viên trẻ bên kia. 4-8. Một pha lọt trắng vậy rồi. 9-4. Vẫn còn Phi. Và kết thúc tốt kỳ rồi của Phi. 14. Mười một bốn.
Một pha xử lý quá hay, gọn nhẹ vậy rồi của mũi giữa tem của Biển Xanh. 12-4. Mười ba bốn. Để cho cái ghế đó chú, cái bị gãy ghế rồi, ok rồi đó. Rồi cảm ơn con. 13-4. Mười bốn bốn. Năm mười bốn. Tên bên kia là Bin Banner. Các cầu thủ trẻ sinh viên. Sân chơi này rất bổ ích các cầu thủ trẻ sinh viên như thế này. Một pha phòng thủ hay. Quá đáng tiếc gì rồi cho Bin Banner. 15-5. Sáu mười lăm. Một pha chuyền hai không hiểu ý gì rồi của tem Biển Xanh. 1 pha kết thúc tốt của bên xoài của tem Bin Banner. 6-15. Một pha đóng dấu vừa rồi của đồng tay trái vừa rồi em xin kia. Thật sự phô bóng vừa rồi quá chênh, quá nguy hiểm. Mười sáu bảy. Xin mời các bạn tiếp tục xem set thứ hai của cặp đấu này nha. Đi trước màn hình ống kính của Lâm, hiện tại bây giờ là tem của Bin Banner. Rồi còn bên kia là tem của Biển Xanh, nòng cốt là đồng tay trái Phi. Đông và Phi các bạn cũng biết từng lấy giải ở Long Thành, bây giờ đồng này rất khó chịu các bạn.